slow tăng càng slow càng với đấy. Dạo này hốc fit 55 thì chia 2 nhá, được 10 góc và bắn góc 45. Từ đây tới vị trí này là 3 chấm. Mình chưa đến mình bán 2.9. Không ai. Bắn 50 dạo này cứ tăng 0.5, 3.25. Lên lung tí nữa 10 giờ mới đi làm về mới vào được. À, căng thế nhở, mắc thế. Kinh. Mình cũng không nghĩ qua đấy nó chết nên cứ đoan luôn. Thế này bán vu vơ cho nó máu 66 1.9. Dạo này bán fit 50 cộng góc thì mình nhân 2 nhá, khả năng là nhân 2 từ 1 đấy. Nhân 2 16 góc là 50 mình bán 66. Bắn như 50 giáo không. Lên 2 góc bắn 68. Giảm đi tỷ lực. S2 S2 mình S1 có delay chết luôn. Mà lock thôi đi qua luôn. Căng thế nhỉ. 70 à.